Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đứa Đe. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với một chương trình lớp mới với dự án Team Finance. Đây là một dự án reading, và dự án này thì đã gọi vốn thành công từ khá nhiều quỹ, và đặc biệt là chúng ta có quỹ Coinbase và là sàn dịch MEX. Ngoài ra thì còn một quỹ tier 1 nữa là Sinner, là Stellar, và phía dưới đây có rất là nhiều quỹ đầu tư khác đầu tư vào dự án này. Mình chỉ quan tâm nhất là đối với Coinbase đầu tư ở trong giai đoạn vào cuối năm 2023 thôi. Tổng cộng vốn của dự án đã lên tới là 8 triệu đô và chương trình Alop dự án chúng ta tham gia như sau. Tham gia dự án thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Chúng ta sẽ kết nối với MetaMask chúng ta để chúng ta làm các cái nhiệm vụ của dự án này. Các bạn có thể lựa chọn một trong hai nền tảng. Ở đây thì các bạn có thể chọn Ethereum hoặc là Avalanche. Ở đây mình lựa chọn là Ethereum. Các bạn điền cho mình cái mã invite code để các bạn có thể bắt đầu tham gia vào chương trình Alop này. Thì đối với cái phần mã invite code thì các bạn điền phần mô tả video, mình sẽ dẫn cho anh em nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với công việc. Thứ tiên là chúng ta tạo profile, các bạn sẽ ký ở trên ví nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ link tài khoản nick của chúng ta. Trước tiên là các bạn follow trước cho mình, ở đây mình đã follow trước đó nhé. Ok, bây giờ là phần link tài khoản nick này. Sẽ có thao tác ủy quyền ứng dụng nhé, các bạn vào so tab ứng dụng. Rồi tiếp theo chúng ta link tài khoản Discord thì các bạn cần phải join vào cái Discord của dự án nhé. Ở đây có phần ấn vào đây này, nó sẽ ra cái link Discord để chúng ta join này. Các bạn vào chấp nhận lời mời cho mình này. Đây các bạn chọn khu vực, ở đây mình chọn là khu vực ASEAN. Mình chọn tất cả những cái mục này luôn. Rồi chúng ta vẫn vào hoàn tất. Các bạn có thể vào đây ấn gõ chữ GM. Rồi đấy, thì các bạn có những cái router nào đấy thì anh em sẽ có. Trong này thì có cả phần để ném các cái link các thứ đấy. Rồi các bạn cũng có thể join vào Google nhưng mà không cần thiết. Bây giờ quan trọng là bây giờ chúng ta join vào Discord là được. Đấy, ngay ở nhiệm vụ này thì chúng ta đã có được phần thưởng rồi. Đấy, các bạn đã link Discord thành công, bây giờ các bạn sẽ được vào trong các cái danh sách nhiệm vụ trong này. Dự án này thì nếu anh em để ý thấy ở trên Twitter của dự án thì cũng rất là hạn chế lượng người tham gia follow, nên là một dự án chúng ta đang làm trong giai đoạn khởi đầu luôn. Tiềm năng start unlock team. Ví này không có điểm thưởng, bạn ví các hoạt động thử xem từ khóa điểm tham gia vào team. Chúng ta đi đến mặt điều khiển. Hiện tại mình đã đạt được 70.000 điểm thưởng này, 70.000 điểm các cái nhiệm vụ mình đã tham gia ở đây. Tham gia ở 3 thị trường độc đáo, liên kết các quỹ đang hoạt động, tích lũy điểm đô la cho mỗi ngày, một điểm cho mỗi ngày. Ở đây thì các bạn có thể là tham gia vào các cái nhiệm vụ chính như mình đã tham gia rồi. Ở đây có chia sẻ lại mã thông báo rabatt, chúng ta có thể ấn vào nút chia sẻ, các bạn có thể đăng lại bài đăng. Rồi qua cái nhiệm vụ này thì anh em sẽ nhận được point nhé, chúng ta nhận được thêm được point nữa. Xem đấu giá này, bắt đầu kiếm tiền. Rồi, cái này thì không nhận được điểm. Xem đấu giá tiếp này. Hiện tại thì có các cái phiên đấu giá cung cấp vay mượn thế chấp này, 4 tuần nữa này. Nói chung là cái này thì chúng ta có thể là bỏ qua cái này. Offer boosting, kiếm 0,5 đô, theo dõi tham gia. Cái này chủ yếu là những nhiệm vụ đấu giá cho vay này. Chúng ta có thể cho vay các thứ này, kiếm điểm khi cho vay và giữ mã thông báo report. Cái này thực sự là mình cũng không quen lắm với cái vấn đề này, nếu vậy anh em chúng ta tìm hiểu thêm thì các bạn có thể biết được cái cách này. Không thì các bạn cứ tham gia vào cái nhiệm vụ đơn giản nhất. Ở đây là cái phần liên kết ví đây, mình chỉ ký thôi, hiện tại mình đang ký thôi. Đó, nó đang kiểm tra, tức là nó đang kiểm tra xem là cái ví của các bạn nó có các hoạt động cho vay hay là các cái hoạt động khác không.
Nếu có thì các bạn sẽ nhận được những phần thưởng của nó nhé. Tham gia vào mạng thử nghiệm thì đã hoàn thành rồi, mở khóa phần thưởng di chuyển. Đây này, khi mà các bạn tham gia vào các cái giao thức cho vay DeFi khác ấy, thì các bạn sẽ nhận được cái điểm điểm thưởng nhé. Các bạn không tham gia thì không nhận được thêm điểm thưởng. Đấy, còn các hoạt động khác thì anh em có thể tham gia. Nhưng mà ít nhất là bây giờ các bạn cũng đã có những hoạt động mạng xã hội thì các bạn có thể kiếm điểm nhé. Đây là cái mùa mùa đầu tiên. Và ở trong cái mùa đầu tiên này thì bên phía dự án có chia sẻ cho anh em là 500 người đầu tiên thì sẽ nhận được nhiều điểm hơn. Ở đây thì cái lượng chia sẻ còn khá là hạn chế. Đấy, nó hướng dẫn cho chúng ta các bước để các bạn check cái điểm thưởng chúng ta. Đây này, tham gia các hoạt động cho vay hoặc vay bằng cách tham gia đấu giá kỳ hạn. Đấy. Thì cái này anh em nào muốn tham gia người ta tham gia, còn không thì bạn cứ làm nhiệm vụ mà xã hội trước đã. Đấy, thực ra thì mình cũng không không quen về cái vấn đề này lắm nên không thể khuyến khích nhiều hơn anh em. Ở đây có phần quản lý hồ sơ, trong này thì anh em có thể thêm cái ảnh đại diện vào này, rồi update các cái tài khoản khác vào, thậm chí là xóa hồ sơ và liên kết các cái ví thông tin bổ sung vào. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua về các cái chương trình iLoop, các hoạt động iLoop ở với dự án Team Finland, một dự án đã gọi vốn khá thành công, có nguồn vốn của Coinbase và tổng vốn lên tới là 8 triệu đô. Cảm ơn em theo dõi video, xin chào các bạn theo tiếp theo.